Và thưa quý vị, ở bên đây, bên trong Founders Hall đó, thì có, cũng có rất là nhiều cái booth khác nhau, rất là đặc biệt. Nhưng mà chút nữa đây, Bích Trâm nghĩ rằng là Bích Trâm sẽ tới từng nơi để Bích Trâm hỏi xem họ là có những cái gì và có cái gì đặc biệt. Phỏng thưa quý vị, biết đâu mình có thể chữa trị được những cái đau ốm của mình, làm sao mình biết được, có đúng không? Rồi, và bây giờ mời quý vị đấy, bây giờ quý vị có thể nhìn thấy bên trong cái hallways á, quý vị nhìn thấy có rất nhiều lá cờ không? Đó là những cái lá cờ của các quốc gia các quốc gia mà những người ta đã đến sống ở trên Hoa Kỳ này. Và đây quý vị có thể nhìn thấy rất rất là rõ ràng. Và một chút nữa bên trong cũng đi sẽ mời quý vị đi lên tuốt ở trên cao để quý vị có thể nhìn thấy bên trên cao nó có những cái gì trên đó. Và thưa quý vị, hệ thống truyền hình AVA là có một cái quý chúng tôi đã treo những cái banner rất lớn ở bên ngoài. Chút nữa đây anh Đỗ Minh Dũng sẽ cho quý vị nhìn thấy. Và đồng thời bên trong nữa là chúng tôi cũng đặt một cái banner để cho quý vị biết được rằng là hệ thống truyền hình AVA đã đến đây để mà cover cho cái chương trình này. Và bây giờ bên trong được biết là chung quanh đây nó có rất nhiều vendor, mà không biết những cái vendor này nó làm về cái gì, để Bích Trâm sẽ hỏi thăm nha. Can I interview you? Wow, what is it here? The assassin, the doctor. Special new technology, infrared crystal mineral healing energy. Wow. It's very good for inflammation, reducing inflammation for chronic pain, and also better circulation. You can rejuvenate cells with it, and even use it as a facial, facial, and totally non-invasive. Oh, thank you. Bên trong được biết là ở đây có một cái vendor, nó gọi là Rejuvenated Wellness Center. Vâng, thưa quý vị, bên trong hỏi rằng là cái này nó có cái tác dụng gì? Ông này ông bảo rằng cái device này đó, nó có một cái tác dụng là nó sẽ làm cho chúng ta healing, nó bớt đi những cái đau đớn ở trong cơ thể của mình. Đó, tóm lại là như vậy. Và đồng thời cái máy này nó phát ra một cái loại đó gọi là tia hồng ngoại. Nó cái tia hồng ngoại này nó sẽ đi sâu vào trong cái tissue, tức là cái thớ thịt của mình đó, để mà nó treatment, làm healing những cái đau đó. Và đồng thời quý vị biết không, nó còn có thể làm cho cái da mặt của quý vị nó được fresh và nó được mịn màng hơn nữa. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi thêm một cái chút nói chuyện ngắn nữa các quý vị nha. What is it here? Okay, these paddles go through here and it's a infrared energy, but it has crystal minerals in it. Yeah. So it penetrates in the skin, you know, in like a half inch or so, and it helps to detox any negativity, detox your cells, cleanse your cells too. Bên trong muốn hỏi là hai cái này là cái gì? Thì ông bảo rằng là đây là cái, trong đó nó có cái mineral crystal nó nằm phía bên trong, và cái dòng điện đi qua đó thì nó sẽ làm cái healing, tức là làm cho mình cái nó làm cái cell của mình á, nó được cái tức là cái tế bào của mình á, nó được gọi là phát triển và nó được mạnh khỏe hơn nữa nhờ cái device này. And then how we treatment for that. Okay. For example, the treatment, you can treat the whole body, every organ in the body with the paddles. So they have infrared saunas, which generally treats everything at once, but this focuses from the back of your head, your spine, your discs, your vertebrae. You could do your kidneys, liver, stomach, heart, open up capillaries and veins and arteries in your heart, and breaks the plaque down too to get better circulation. Và thưa quý vị, biết trong hỏi là cái device nó có tác dụng như thế nào, thì ông bảo rằng là cái device này á, nó có tác dụng lấy cái heat nó đi vào trong cơ thể mình, nó open up những cái mạch máu, hoặc là và nó maintain là nó ở trên cái spine của mình đó. Cái heat đó nó sẽ đi vào cái spine của mình, và cái con người của mình là cái spine nó rất là quan trọng. Mà khi cái spine nó được healing, nó được khỏe, thì tất cả cơ thể của mình nó sẽ được approve và nó được khỏe mạnh lên. Và với một lần nữa, Bích Trâm xin mời quý vị theo dõi thêm một câu nữa nha. And then if the when the treatment
And then how long the will be, and then for how many treatment they have to do it. Okay, it all depends on the patient or customer, how bad their system is, how blocked up it is. Yeah. Usually organs are hyperactive, too active, or hypo, too slow. So this helps to balance them out. Oh. But you only leave the paddle maybe 3-4 minutes on every spot. Oh. So you go through the whole body in an hour, and then places that are more chronic, you leave it on 15 minutes or so, penetrates deeper. Wow. So it can really cleanse it better at a deeper level. Oh wow. Em thấy là mấy em có tìm nail hồi xưa rồi cái bị đau lưng rất là đau lưng. So em treat cái này bây giờ cái lưng của em không bị đau nữa. Mà với lại cho ở facial da mặt em không có cần chích Botox nữa. So mấy vị mà cần muốn ấy facial mà da không bị nhanh nữa là cái này là quá tuyệt vời đúng không? Wow. Vâng thưa quý vị, biết trong vừa mới hỏi ông Tom đây thì ông bảo rằng là cái máy này á nó có cái tác dụng rất là tuyệt vời, là khi mà mình apply cái đó lên trên cơ thể của mình á, trong vòng mỗi một cái spot trên cơ thể của mình chỉ trong vòng là từ 2 cho đến 4 phút mà thôi, và hết tất cả những cái spot trong cơ thể mình, thì những người mà gọi là chronic pain đó, tức là nó đau là triền miên năm này sang năm khác, đều giải quyết một cách ổn thỏa nhờ cái device này. Cho nên mời quý vị, và vừa rồi em tên gì? Debita. Debita, cô vừa mới nói xong là cô bị đau lưng và nhờ chữa trị bằng cái device này mà cô đã thấy hết trơn cái đau đó. Thành ra cô mời quý vị nha. Vậy bây giờ cái quan trọng nhất là ở cái chỗ là em cảm thấy như thế nào khi mà em có những cái lời nói gì đến với quý khán thính giả khi người ta nhìn thấy cái máy này? Em thấy rất là tốt, mấy chủ tìm nail, mấy thợ rồi mua cái máy này á, mình chỉ tới nhà cũng được, cho nó khỏi đau lưng nữa, mà lúc mình mà khỏe, mình thức dậy, mình có sức khỏe, mình feel mạnh khỏe, mình không có feel mệt mà đau lưng hay là mỗi mùa đông nó đau nhức mỏi. So em rất là recommend cái machine này. Oh, wow! Can I have a question? This machine have been for how long? It have been in... Oh, how long you use it? You can use it as much as possible, like on every other day. Yeah. You could use it daily because it's all positive. There's no negative side effects. Wow. But see, we have a software and a computer that analyzes everything in your body first. Yeah. So what needs treatment? So we analyze that first, and then we can treat each one of those bad areas. Oh, wow. Tính thưa quý vị, ông Tom vừa mới nói là trước khi mà chúng ta chữa trị đó, là chúng ta phải có một cái máy khác nữa. Nó gọi là 3D scan, nó sẽ analyze, nó sẽ thẩm định hết tất cả ở trong cái cơ thể mình có cái gì trục trặc, thì từ đó họ mới dựa trên những cái hình ảnh đó để mà họ chữa trị cho mình. Wow, it's a miracle quý vị. And then who's the inventor for this machine? Wow, how are you? Fine, thank you. Wow. Every time when we talk to and then the important person just right here, very quiet, quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị, bà Karen, Bích Trâm vừa mới được giới thiệu, bà là người đã phát minh ra cái device này, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái điều rất là đặc biệt để Bích Trâm phỏng vấn bà Karen một tí xíu nữa nha. Hi, how are you, Karen? Hi, fine. Nice. Okay, how do you make this machine? Oh, because I see so many senior people, they get a hard time. Okay, our way is no need a surgery, no need a shot, no need to take the medicine. So it's a natural way, all a natural way. Yeah. And have a very, very good result. Then you do the surgery, then you take the medicine, then you do the shot. Thưa quý vị, bà Karen nói rằng khi mà bà đi thăm viếng những cái người mà bị đau bệnh, tức là những bệnh nhân, bà thấy người ta có quá nhiều cái đau đớn trên cơ thể, rồi người ta phải uống thuốc, người ta phải chích thuốc, người ta phải treatment, đủ thứ cả. Thế nên bà mới nghĩ ra cái cách nào để làm sao mà giúp cho những cái người bệnh nhân đau đớn đó mà không cần phải chemical, không phải dùng thuốc, không phải chích thuốc hay gì hết, mà đi theo một cái đường lối gọi là natural.
natural thôi thưa quý vị. Và đó là lý do mà bà đã làm ra cái máy này. Và cái máy này chị hồi nãy cho biết Trâm vừa mới nó có nói chuyện qua với ông Tom, thì họ dùng cái mineral crystal, tức là những cái loại đá quý nằm bên trong để đi theo cái dòng điện. Cái dòng điện nó sẽ phát ra cái dòng gọi là hồng ngoại tuyến để mà nó chữa trị. Thank you very much, Karen. Oh my God. In the future, what would you like to do? Oh, we still continually to do the service for all people, and we hope we very very quickly we can apply for the insurance and can service more people. Yeah. Wow. Và bên trong câu hỏi là bà có một cái kế hoạch nào trong tương lai nữa không, thì bà nói là bà sẽ đem cái máy này để mà apply cho cái vấn đề insurance, để mà cho có thể chữa trị được rất rất nhiều bệnh nhân mà theo cái phương pháp tự nhiên như thế này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình một cuộc nói chuyện ngắn với cái Rejuvenate Center, thưa quý vị.